chào quý vị, hôm nay thứ Tư, ngày 17 tháng 8 năm 2022. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã tổ chức hội thảo khoa học lý luận thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tham dự hội thảo có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban chỉ đạo xây dựng đề án, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, dựng nước đi đôi với giữ nước là quy luật tồn tại, phát triển tất yếu, bài học truyền thống quý báu trong lịch sử dân tộc. Tuân thủ quy luật và kế thừa truyền thống đó, Đảng ta đã vận dụng phát triển thành hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng, đó là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, bảo vệ Tổ quốc là điều kiện, tiền đề rất quan trọng, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước nhanh, toàn diện, bền vững. Sau 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao. Từ đó thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chúng ta đã và đang quán triệt triển khai tổng kết đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 từ năm 2013 đến nay. Qua tổng kết nhằm đánh giá đúng những thành tựu đã đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện nghị quyết, xác định phương hướng, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ Tổ quốc cho những năm tiếp theo. Hội thảo khoa học tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay là dịp để chúng ta tiếp tục nghiên cứu, trao đổi, phân tích, làm sáng tỏ những vấn đề thực tiễn đặt ra, cung cấp những luận cứu khoa học cho hoạch định đường lối, chính sách của Đảng. Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận với nhiều nội dung phong phú, hàm lượng khoa học cao, góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề và nội dung quan trọng về lý luận, thực tiễn về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát biểu kết luận hội thảo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo. Thành tựu bao trùm là giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng trong quá trình đổi mới đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Nội hàm của vấn đề bảo vệ Tổ quốc được mở rộng và bao trùm hơn, thể hiện tính toàn diện, tổng thể của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Vì vậy, phải luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả vấn đề này trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong xử lý những vấn đề nhạy cảm, phức tạp hiện nay, trên tinh thần coi mục tiêu tối thượng là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, và đi liền với đó là phải giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định để tranh thủ mọi nguồn lực, cả nội lực và ngoại lực nhằm xây dựng phát triển đất nước bền vững hơn. Đi liền với đó, chúng ta phải tích cực đấu tranh với những quan điểm phiến diện, lệch lạc về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước cũng đề nghị cần phát huy kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11, nắm vững các quan điểm chỉ đạo của Đảng, của Nhà nước để tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc và các chiến lược có liên quan trong thời gian tới một cách sát thực, hiệu quả, tạo môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác rộng rãi để phát triển đất nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa ký công văn khẩn yêu cầu các quận huyện Thành phố Thủ Đức đề ra các biện pháp quyết liệt để đôn đốc các doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc tại địa phương. Theo đó, các địa phương trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, nắm bắt tiến độ giải quyết hồ sơ, xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc trên cơ sở số lượng doanh nghiệp của địa phương, huy động cán bộ, công chức, viên chức, thành lập các tổ công tác tuyên truyền, thẩm định hồ sơ và giải ngân kinh phí. Chịu trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp địa phương không hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ quy định.
Ủy ban Nhân dân các quận huyện và thành phố Thủ Đức cũng được giao chỉ đạo thông tin đến doanh nghiệp trên địa bàn, khẩn trương lập hồ sơ và nộp hồ sơ, đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà để đảm bảo quyền lợi cho người lao động thuộc đối tượng quy định. Bố trí nhân sự tổ chức tiếp nhận hồ sơ trong 2 ngày, thứ Bảy và Chủ nhật, để có thêm nhiều thời gian cho doanh nghiệp và tránh quá tải trong việc tiếp nhận. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động và việc chi kinh phí hoàn thành chậm nhất vào ngày 30 tháng 8 năm 2022. Qua các kỳ đại hội và gần đây là đại hội 13 của Đảng, tiếp tục xác định phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, là đột phá chiến lược và đưa ra các nhiệm vụ giải pháp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó có giáo dục nghề nghiệp. Thông tin tại hội thảo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đổi mới, phát triển có giáo dục nghề nghiệp trong tình hình mới vừa diễn ra tại Hà Nội. Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 đưa ra chỉ tiêu đến năm 2025. Tỷ lệ lao động qua đào tạo là 70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 28-30%. Đặc biệt với đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng gắn với phát triển bền vững là cơ hội để thúc đẩy phát triển giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề cho thanh niên, hình thành những ngành nghề đào tạo mới, nhất là đào tạo nhân lực chất lượng cao. Theo đó, cần phải gắn kết chặt chẽ giáo dục nghề nghiệp với nhu cầu của thị trường lao động và phát triển kinh tế xã hội của đất nước, lấy sự chấp nhận của thị trường lao động là thước đo của hiệu quả giáo dục nghề nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản hợp nhất quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông. Về thủ tục chuyển trường, đối với học sinh trung học cơ sở, trường hợp chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố, hiệu trưởng nhà trường nơi đến sẽ tiếp nhận và xem xét giải quyết. Nếu chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác, Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến sẽ tiếp nhận và giới thiệu về trường theo nơi cư trú. Trường hợp học sinh trung học phổ thông chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố, hiệu trưởng nhà trường nơi đến sẽ tiếp nhận và xem xét giải quyết. Nếu chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác, Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến sẽ tiếp nhận và giới thiệu về trường. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Sài Gòn Tourist Group lần thứ 5, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham dự của 121 đại biểu, đại diện cho 21 cơ sở đoàn, hơn 1.400 đoàn viên tổng công ty. Nhiệm kỳ qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên Sài Gòn Tourist Group đã có những bước phát triển lớn, được Thanh đoàn Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận là đơn vị hoạt động xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của thành phố. Đặc biệt là các bạn đoàn viên đã đồng hành cùng tập thể đơn vị, chung tay vượt khó, thực hiện thật tốt công tác hậu cần cùng đội ngũ tuyến đầu phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong nhiệm kỳ mới, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty xác định việc thực hiện phong trào tuổi trẻ sáng tạo là nhiệm vụ quan trọng, tăng cường quảng bá hình ảnh của đơn vị, cán bộ trẻ gương mẫu, hỗ trợ, chăm lo đến đời sống của thanh niên, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đoàn thể tại đơn vị và làm cho hoạt động của đoàn có nét đặc thù riêng, qua đó giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Bộ Y tế ngày 16 tháng 8 cho biết có gần 3.000 ca COVID-19, cao nhất trong 96 ngày qua. Trong ngày có hơn 5.200 bệnh nhân khỏi, 2 trường hợp tử vong tại Điện Biên và Quảng Ninh. Hiện Việt Nam đã ghi nhận sự xuất hiện của các biến thể phụ mới của biến thể Omicron BA.4, BA.5, BA.2.75, BA.2.12.1 với khả năng lây lan nhanh. Nhất là thời gian vừa qua, cả nước ghi nhận trung bình khoảng 2.000 ca mắc mới mỗi ngày. Số ca mắc đang có xu hướng gia tăng trở lại. Để tiếp tục chủ động phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả trong thời gian tới, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố triển khai rà soát số liệu và báo cáo kịp thời, tiếp tục thực hiện khai báo lấy mã số bệnh nhân trên hệ thống cấp mã số tự động của Bộ Y tế ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhất là sự xuất hiện các biến thể mới, thường xuyên đánh giá cấp độ dịch để kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch, hạn chế các trường hợp chuyển bệnh nặng, tử vong. Bộ Tài nguyên Môi trường phối hợp tổ chức hội thảo phổ biến triển khai thực hiện quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất nhập khẩu EPR theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường 2020.
Theo đó, Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 đã thay đổi cách tiếp cận về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu EPR. Nhà sản xuất, nhập khẩu có hai loại trách nhiệm, đó là trách nhiệm tái chế đối với sản phẩm, bao bì áp dụng đối với sản phẩm, bao bì có giá trị tái chế. Thứ hai là trách nhiệm đối với xử lý chất thải, áp dụng đối với sản phẩm, bao bì chứa chất độc hại, khó có khả năng tái chế hoặc gây khó khăn cho thu gom, xử lý. Doanh nghiệp được lựa chọn tự tổ chức tái chế hoặc đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam để hỗ trợ tái chế sản phẩm bao bì. Đối với các doanh nghiệp không thực hiện trách nhiệm tái chế, mức xử phạt cao nhất lên đến 2 tỷ đồng. Hội thảo cũng là dịp để các doanh nghiệp đưa ra các ý kiến, đóng góp cụ thể cho các quy định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm khả thi, minh bạch, công bằng và phù hợp với thực tiễn. Thưa quý vị, xu hướng tạo ra giá trị chung CSV đang mở ra cơ hội mới cho nỗ lực đẩy lùi quá trình biến đổi khí hậu. Đây là mô hình tích hợp mục tiêu giải quyết vấn đề của cộng đồng vào chiến lược phát triển kinh doanh, tạo ra giá trị xã hội và giá trị kinh tế một cách bền vững. Tại hội thảo tạo giá trị chung thích ứng với biến đổi khí hậu như thế nào, các chuyên gia trong lĩnh vực khí hậu môi trường đã có nhiều chia sẻ về tác động của biến đổi khí hậu trong tương lai gần, khi mà ảnh hưởng của nó đang diễn ra ngày một nhanh hơn. Mô hình Hạnh Phúc Xanh đã hoàn thành việc trồng 8,5 hectare rừng ngập mặn tại tỉnh Sóc Trăng trong chiến dịch trồng rừng giữ nước với tỷ lệ sống lên tới 82%. Chiến dịch này cũng đạt được kết quả nổi bật khi 33 hectare rừng trồng tại Ninh Thuận đạt tỷ lệ sống 97,95%. Đó là những hiệu quả bước đầu trong quá trình kêu gọi sự đồng hành và tạo sợi dây kết nối các nguồn lực góp phần giảm thiểu tác động của rủi ro thiên tai. Trồng rừng này thì để đất bồi lên. Một là hai là chặn nước chặn gió đừng có vô cho trong ngoài đê ảnh hưởng dân mình. Làm sao để có thể có nhiều nguồn vốn để trồng rừng thì chúng tôi lại phải xây dựng rất nhiều các cái chương trình ở ngay các cái vùng đô thị để cho mọi người có thể nhận thức rõ hơn. Ví dụ như làm hai cái công viên Hạnh Phúc Xanh, một tại Thành phố Hồ Chí Minh và một tại Hội An, và chúng tôi đang triển khai một dự án nữa là trường học Hạnh Phúc Xanh, đang làm 5 trường học tại Huế. Thế thì với những cái trường học và những cái chương trình tại thành phố thì người dân sẽ cảm thấy dễ dàng hiểu hơn về nó, và từ việc hiểu hơn về nó, tham gia về nó thì mọi người có thể tham gia đóng góp để từ từ chúng tôi có thể trồng rừng được nhiều hơn. Hội thảo tạo giá trị chung thích ứng với biến đổi khí hậu như thế nào? Các chuyên gia cũng thảo luận về phương pháp tạo tác động phù hợp và gắn kết các bên liên quan nhằm giảm thiểu các tác động của thiên tai. Ở Việt Nam của chúng ta thì bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi các hình thức thiên tai như là bão, lũ lụt và hạn hán, sạt lở, xâm nhập mặn. Thì đó là những cái hình thức thiên tai chính ở Việt Nam. Và những cái hình thức đó thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến với kinh tế, với sinh kế và sức khỏe. Cái cách tốt nhất để cho quỹ sống có thể đưa ra được những cái hoạt động mà nó mang tính chất là có khả năng upscale, tức là nó sẽ mở rộng hơn, và chúng ta sẽ phải gắn liền với những cái chương trình hành động cấp quốc gia và những cái kế hoạch hành động của từng sở ban ngành ở tại các từng cái địa phương. Nếu như cần có một ngôi làng để nuôi dạy một đứa trẻ thì việc trồng một cái cây, gây một cánh rừng cũng vậy, cần cả một cộng đồng chung tay. Chỉ có sự chung tay thay đổi nhận thức, chung tay hành động mới tạo ra sự phát triển bền vững, giúp môi trường sống trong lành hơn và cuộc sống tốt đẹp hơn. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, trong 2 ngày tới, ảnh hưởng rãnh áp thấp sẽ gây mưa to vào chiều tối, cộng với triều cường dâng cao, gây ngập nhiều khu vực ở thành phố. Từ ngày 19 cho đến ngày 21 tháng 8, mưa lớn kèm gió lốc sẽ gia tăng, người dân hạn chế đi qua nơi xoáy nước sâu, cống thoát nước, tránh đậu xe ở gốc cây to, dễ tai nạn. Mùa mưa ở Nam Bộ năm nay đến sớm hơn mọi năm do ảnh hưởng khí hậu ở pha lạnh La Nina. Từ đầu mùa thì nhiều địa phương có lượng mưa cao hơn nhiều so với trung bình năm. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng ven thì lượng mưa đã vượt 200 đến 400 mm so với cùng kỳ. Cuối tháng 8 này lượng mưa sẽ giảm. Ngày 16 tháng 8, quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman 3. Vụ thử này từng được lên kế hoạch vào đầu tháng 8, nhưng đã bị hoãn để tránh leo thang căng thẳng với Trung Quốc. Trong thông báo, phía Mỹ cho biết vụ thử tên lửa đã cho thấy mức độ sẵn sàng của các lực lượng hạt nhân Mỹ, đồng thời tăng niềm tin về hiệu quả năng lực răn đe hạt nhân quốc gia. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã hoãn kế hoạch thử nghiệm tên lửa Minuteman 3 dự kiến diễn ra vào đêm 3 tháng 8. Thời điểm đó, Trung Quốc đang tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật nhằm đáp trả chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Tháng 4 năm nay,
Mỹ cũng đã hủy một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III để hạ nhiệt căng thẳng với Nga giữa lúc xung đột diễn ra tại Ukraine. Tên lửa Minuteman III do hãng Boeing sản xuất là một phần quan trọng trong kho vũ khí chiến lược của quân đội Mỹ. Tên lửa có khả năng bay xa 9.660 km trở lên với tốc độ sắp xỉ 24.000 km một giờ. Trong khuôn khổ chuyến công du Bắc Âu trong hai ngày 15 và 16 tháng 8, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã hội đàm với các nhà lãnh đạo trong khu vực về nhiều vấn đề quan trọng, trong đó bao gồm việc thúc đẩy hợp tác năng lượng cũng như việc Thụy Điển và Phần Lan xin gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Phát biểu trong khuôn khổ chuyến thăm Thụy Điển ngày 16 tháng 8, chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du này, Thủ tướng Olaf Scholz đã nhấn mạnh sự đoàn kết trong Liên minh châu Âu-EU trước thách thức về thiếu hụt nguồn cung năng lượng, đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực này với các nước Bắc Âu. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Đức cũng đánh giá cao việc Thụy Điển và Phần Lan xin gia nhập NATO. Về phần mình, Thủ tướng nước chủ nhà Magdalena Andersson cũng nhấn mạnh tình hình an ninh năng lượng hiện nay đã làm bật lên tính cấp thiết của quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh. Trước đó, trong chặng dừng chân đầu tiên tại Na Uy, Thủ tướng Đức cũng đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà để thảo luận về vấn đề năng lượng. Phía Na Uy nhấn mạnh đang cung cấp khí đốt nhiều nhất có thể cho Đức và việc tăng nguồn cung sẽ phụ thuộc vào khả năng phát hiện cũng như khai thác thêm các nguồn tài nguyên. Na Uy hiện đáp ứng hơn 30% nhu cầu khí đốt tự nhiên của Đức. Từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, Na Uy đã xuất khẩu gần 15 tỷ mét khối khí đốt sang Đức, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Hôm qua, Tòa án tối cao Malaysia thông báo sẽ xem xét kháng cáo lần cuối cùng của cựu Thủ tướng Najib Razak liên quan tới vụ bê bối của quỹ MDB. Ông hy vọng có thể lật ngược bản án 12 năm tù giam. Quyết định của Tòa án tối cao Malaysia được đưa ra sau khi cơ quan này bác bỏ đề nghị xét xử lại của cựu Thủ tướng Najib. Phiên kháng cáo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 8. Ông Najib phải đối mặt với 42 tội trong năm phiên tòa xét xử riêng lẻ liên quan tới quỹ One MDB. Tuy nhiên, cựu Thủ tướng Malaysia đã bác bỏ mọi tội danh liên quan đến việc biển thủ hàng tỷ đô la Mỹ từ quỹ này do ông đồng sáng lập vào năm 2009. Lạm phát đang gia tăng tại nhiều nước trên thế giới. Tại Pakistan, ngay đến cả món ăn đường phố nổi tiếng là bánh mì chiên puri cũng cảm nhận được sức nóng từ cơn bão giá. Theo số liệu từ cơ quan thống kê Pakistan, tỷ lệ lạm phát tại nước này đã đạt 24,9% trong tháng 7, mức cao nhất trong 14 năm qua. Cách đây một năm, một cái bánh puri chỉ tốn khoảng 20 rupee Pakistan, tức gần 2.500 đồng Việt Nam, giờ đã tăng giá gấp đôi. Lạm phát đã ảnh hưởng việc buôn bán của chúng tôi, số lượng khách giảm một cách đáng kể. Lúc trước tôi có thể ăn một cái puri trong một bữa, giờ thì tôi chỉ có thể ăn một hoặc hai cái. Tại Pakistan, giá bột mì đã tăng 7% so với cách đây một năm, còn giá dầu ăn và điện lần lượt tăng mạnh 74% và 52%. Người dân nước này buộc phải thắt chặt chi tiêu và ít ăn vặt hơn so với trước. Scotland đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới miễn phí các sản phẩm vệ sinh dành cho phụ nữ. Dự luật cung cấp miễn phí sản phẩm vệ sinh phụ nữ được thông qua vào cuối năm 2020, nhưng chính thức có hiệu lực từ đầu tuần này, ngày 15 tháng 8. Theo luật, các sản phẩm trong đó có băng vệ sinh sẽ được cung cấp sẵn ở nhiều địa điểm được chỉ định như trường học, nhà thuốc, quán cà phê hay các câu lạc bộ thanh thiếu niên. Bên cạnh đó, một ứng dụng miễn phí trên điện thoại cũng sẽ giúp phụ nữ và trẻ em gái tìm được nơi có các sản phẩm này gần nhất khi cần thiết. Với những phụ nữ đang chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng về chi phí sinh hoạt hiện nay, thì điều này thực sự tạo nên sự khác biệt rất lớn. Họ có thể tự do chọn các sản phẩm tùy theo nhu cầu một cách dễ dàng và thoải mái. Luật mới cũng đặt ra nghĩa vụ pháp lý đối với các nhà chức trách nhằm đảm bảo ai cũng có thể tiếp cận sản phẩm vệ sinh. Đây được xem là hành động thể hiện quyết tâm của quốc gia châu Âu trong việc thực thi bình đẳng giới. Ước tính việc triển khai luật này sẽ tiêu tốn của chính phủ Scotland khoảng 32 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Mời quý vị đến với một điểm báo. Thưa quý vị, trên báo Nhân dân số ra sáng nay có bài viết kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2022, với nhan đề chấp thời cơ, kiên quyết phát động tổng khởi nghĩa, nhấn mạnh trong tất cả các cuộc cách mạng, đặc biệt là cách mạng giải phóng dân tộc, vấn đề xác định thời cơ để phát động khởi nghĩa là yếu tố hết sức quan trọng, thậm chí có thể coi là yếu tố quyết định sự thành bại. Dưới sự lãnh đạo của một đảng cách mạng chân chính và một lãnh tụ thiên tài, nhân dân Việt Nam đã đón đúng và tận dụng triệt để thời cơ lịch sử.
Và như Chủ tịch Hồ Chí Minh trang trọng khẳng định trong tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Một thông tin cũng đáng chú ý trên các báo số ra sáng nay, đó là Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 105 triển khai nghị quyết số 57 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh chia thành 8 dự án thành phần, thực hiện theo hình thức đầu tư công, đi qua địa bàn 4 tỉnh thành: Đồng Nai, Bình Dương, Long An và thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 4 dự án thành phần bồi thường hỗ trợ tái định cư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành nói trên thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư các dự án thành phần. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư các dự án thành phần được thực hiện tương tự như đối với các dự án nhóm A theo quy định pháp luật về đầu tư công. Việc lập thẩm định, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định, báo cáo đánh giá các tác động môi trường được thực hiện theo các dự án thành phần. Nghị quyết cũng nêu cụ thể dự kiến tiến độ, kế hoạch triển khai. Trong đó, thi công bắt đầu từ ngày 30 tháng 6 năm 2023, hoàn thành ngày 30 tháng 6 năm 2026. Chính phủ cho phép Ủy ban Nhân dân 4 tỉnh thành triển khai đồng thời một số công việc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xác định các bãi đổ chất thải rắn xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị dự án. Chính phủ yêu cầu khẩn trương tổ chức rà soát, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, đảm bảo đủ cơ sở căn cứ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thực hiện các công việc khác có liên quan tới công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Chính phủ cho phép triển khai đồng thời các thủ tục để rút ngắn thời gian thực hiện các công việc, thẩm định, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, khảo sát, lập thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, điều chỉnh cục bộ các quy hoạch có liên quan đến dự án. Con rất thích cơm nhà mẹ nấu. Con đã học được cách nấu cơm trưa cho con khi bố mẹ đi làm. Hay bữa cơm thời Covid, phải có những dịp như vậy mới cảm nhận được tình cảm của mẹ, mới thấy cơm mẹ nấu ngon đến thế nào. Đây là những lời tâm sự mộc mạc nhưng cũng đầy yêu thương và trân trọng dành cho những bữa cơm gia đình của các tác giả tham dự triển lãm Về nhà ăn cơm. Triển lãm do Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa UNESCO tại Việt Nam đồng tổ chức. Bước vào không gian trưng bày, người xem như được trở về với căn bếp thân thương của gia đình. Đặc biệt, các tác phẩm được bày biện trên bàn ăn, có lồng bàn và bát đũa bên cạnh, giống như một bữa cơm gia đình hàng ngày với những món ăn thân thuộc. Khi đến triển lãm này thì mình cảm thấy là nó cũng có những cái bữa cơm rất là gần gũi của gia đình, những món ăn mà mình cảm giác là mình thường thấy hàng ngày. Thì bây giờ mình cũng đi học xa nhà và có thể là thường xuyên không có những bữa cơm gia đình, nhưng mà tuy nhiên thì mình lại càng cảm thấy trân trọng cái bữa cơm đấy hơn, trân trọng cái khoảng thời gian mà mình được ăn cơm cùng gia đình, được ngồi bên gia đình của mình. Các ý tưởng của các bạn rất sáng tạo và có những cái góc nhìn rất là khác mà đến lúc đến thì mình mới thấy là một bữa cơm nó có rất là nhiều góc để có thể khám phá. Trong văn hóa của người Việt Nam, bữa cơm nhà là một trong những hoạt động không thể thiếu mỗi ngày để gắn kết các thành viên trong gia đình. Chính vì thế, Về nhà ăn cơm không chỉ đơn giản là một triển lãm về đồ ăn, mà còn là nơi các tác giả kể những câu chuyện đằng sau những món ăn, gợi cho người xem những cảm xúc khác nhau về bữa cơm gia đình. Cái triển lãm này thì lấy ý tưởng dựa trên bên UN năm nay có ra đề bài là về sự đoàn kết giữa các thế hệ với nhau. Thì tôi lấy ý tưởng từ chính gia đình của mình. Khi mà mình đi làm cả ngày về thì mình thấy là cái thời điểm mà mọi người quây quần bên cái bữa cơm thì đấy chính là cái khoảnh khắc mà lúc mà mọi người trong gia đình cùng nhau nói chuyện và trao đổi. Thì tôi thấy đấy chính là một cái điểm chạm. Nó cũng chính là cái điểm mà các thế hệ với nhau cùng nhau trao đổi và để có thể thông cảm, hiểu hơn lẫn nhau, nhưng đồng thời cũng là nơi có thể xảy ra được nhiều những cái va chạm hoặc là những cái mà nó gọi là mâu thuẫn giữa các thế hệ nữa. Thì tuy nhiên thì không phải là ngày nào thì cơm cũng lành, canh cũng ngọt, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta vẫn cứ phải về nhà ăn cơm. 30 tác phẩm được vẽ bằng nhiều chất liệu khác nhau, sử dụng những gam màu tươi tắn và ấm áp. Mỗi tác phẩm lại chứa đựng những câu chuyện xúc động ẩn sâu bên trong về tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái, về sự gắn kết, thuận hòa. Sự ấm áp đó khiến cho mỗi người khi đến với triển lãm này lại thấy yêu hơn,
trân trọng hơn tình cảm gia đình, lại muốn được về nhà ăn cơm. Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Theo đó, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, các đơn vị đầu mối giao thông lớn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để bán vé điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ, niêm yết công khai giá vé theo tuyến, thời gian và loại hình dịch vụ, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay được nghỉ 4 ngày nên nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Các bến xe, nhà ga tại thành phố Hồ Chí Minh đã lên phương án tổ chức tăng chuyến, nhất là đến các điểm du lịch. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ tổ chức chạy thêm các đoàn tàu để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Trong đó, các tàu khu đoạn đi tới các địa điểm du lịch như Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết được tăng cường nhiều đoàn tàu do dự báo lượng khách đến các địa phương này lớn. Dịp này, công ty vẫn duy trì áp dụng chính sách giảm giá vé khứ hồi lượt về từ 5% cho đến 7% và giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội. Tại bến xe miền Tây, dự kiến trong đợt lễ sẽ có 6.320 xe xuất bến với 173.100 lượt khách đi lại. Cao điểm là ngày 1 tháng 9, hành khách xuất bến đạt trên 40.000 khách và xe xuất bến đạt trên 1.500 xe. So với bình quân ngày thường trước dịch thì xe tăng 15%, khách tăng trên 40%. Tại bến xe miền Đông, dự kiến lượng khách tập trung chủ yếu tăng trong chiều tối ngày 1 tháng 9 và ngày 2 tháng 9 trên một số tuyến đường có cự ly trung bình ngắn, nhất là các tuyến đi đến trung tâm du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang. Số lượt xe xuất bến hơn 5.000 xe với 105.380 lượt khách. Hiện các bến xe cũng đã kiến nghị Sở Giao thông Vận tải thành phố phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và Sở Tài chính các tỉnh chỉ đạo đơn vị vận tải trên địa bàn quản lý, thống nhất xây dựng mức vé và thời điểm tăng giá trong dịp Quốc khánh 2 tháng 9 để bù đắp chi phí, khuyến khích xe quay vòng nhanh, tham gia giải tỏa khách. Để đảm bảo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tạm ngưng thi công các công trình có tổ chức đào đường, vỉa hè trong phạm vi kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố trong dịp lễ Quốc khánh từ ngày 1 tháng 9 đến hết ngày 2 tháng 9. Việc này nhằm đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân thành phố trong dịp lễ kỷ niệm Quốc khánh sắp tới. Từ nay đến trước ngày 1 tháng 9, chủ đầu tư công trình đường bộ có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công đào đường, vỉa hè, khẩn trương tái lập lại toàn bộ đoạn đang thi công. Riêng những công trình thi công được phép rào chắn, đang chiếm dụng mặt đường, phải thu gọn, làm vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ. Cũng liên quan đến giao thông, từ ngày 20 tháng 8, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông báo cấm ô tô rẽ trái từ quốc lộ 13 vào đường Hiệp Bình thành phố Thủ Đức trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ theo đề xuất của Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ thành phố. Lộ trình thay thế, quốc lộ 13 quay đầu tại giao lộ quốc lộ 13 Đinh Thị Thi, quốc lộ 13 Hiệp Bình. Cấm xe ô tô quay đầu xe tại giao lộ quốc lộ 13, đường số 4 trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ cho đến 19 giờ. Lộ trình thay thế, quốc lộ 13 quay đầu tại giao lộ quốc lộ 13 Đinh Thị Thi hoặc quốc lộ 13 Nguyễn Thị Nhung, quốc lộ 13. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ khẩn trương lắp đặt đầy đủ hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ theo phương án trên. Đồng thời trung tâm cũng treo băng rôn thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên quốc lộ 13 và thông tin đến lực lượng chức năng để tuần tra xử lý vi phạm trên tuyến đường này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt.